Trong video này mình xin chia sẻ đến các bạn một vị thuốc đến từ xác con ve. Xác con ve đã lột rồi nhá, chứ không phải là con ve đâu này. Để các bạn xem cái xác của nó đây này. Cái xác này được gọi là thuyền thuế nhá. Thuyền thuế. Đấy, còn có tên gọi khác là thuyền thoái hoặc là thiền thoái, thiền xác, thiền thuế. Khá là nhiều tên. Thì thuyền thuế này chính là xác của con ve sầu nó đã lột rồi. Các bạn biết con ve sầu này là một loại sâu bọ vỏ cứng, có đốt. Con đực thì sau khi mà nó giao cấu xong thì nó sẽ chết. Còn con cái thì nó lại đẻ trứng ở dưới các cái vỏ cây hoặc là khe đá gì đấy. Khi mới nở thì chưa có cánh, nó sống ở dưới đất ấy. Mà sau khi đến mùa của nó vào mùa hè này, nó chui ở dưới đất lên, sau đấy nó lột xác ra thì nó lại trở thành con ve và để lại các cái xác ở trên thân các cây. Thì để thu cái xác này ấy, thì vào đầu mùa hè đấy, kể cả là ở vùng núi hay là thành thị nông thôn gì đấy cũng đều xuất hiện thôi. Ở những nơi mà có cây to ấy, thì các bạn thu hoạch cái xác của ve sầu này hay còn gọi là thuyền thoái ấy, thì vào mùa hè trên cây to này hoặc là trên mặt đất này. Cũng có khi là có những nơi mà sau các trận mưa to ở mùa hè đấy thì xác ve trên cây bị gió mưa nó làm rơi xuống rồi nước nó cuốn trôi theo dòng nước, nó dồn lại một chỗ được cái cành cây lá cây nó giữ lại, thì các bạn cũng có thể là lấy rổ vớt hoặc là nhặt lấy rồi sau đấy là rửa sạch rác đi, phơi khô. Thì cái xác ve này ấy, dùng theo phạm vi nhân dân thì được dùng để làm thuốc chấn kinh và chữa sốt, chữa kinh giật, kinh phong, co quắp chân tay ở trẻ em, rồi là chữa ho cảm mất tiếng, chữa viêm tai giữa. Cũng có thể là dùng ngoài để làm thuốc chữa lở mắt có màng mộng, rồi là người ta còn dùng để chữa những trường hợp như là uốn ván. Thì xác con ve này nó có tên là thuyền thuế hoặc là thuyền thoái hoặc là thiền thuế. Có đôi khi là mình đọc các cái tên này, lúc đọc tên nọ, lúc đọc tên kia thì vẫn là nó thôi nhá. Theo các tài liệu cổ ấy, thì thiền thuế này nó có vị mặn, ngọt, tính hàn, vào hai kinh là can và phế. Có tác dụng là tán phong nhiệt, giải kinh, tuyên phế, thấu đậu chẩn, dùng để chữa đậu chẩn, phong chẩn, trẻ con kinh giật, phá thương phong, đầu phong choáng váng, mất tiếng, mắt có màng mộng, những người hư chứng và không phong nhiệt thì không dùng được. Còn để mà chữa uốn ván ấy, thì các bạn dùng cái xác ve sầu lột này, ngày là uống 1-3 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc là thuốc bột. Tiếp theo là bài thuốc dùng để chữa cảm mạo, viêm khí quản, ho mất tiếng, thì các bạn dùng cái xác ve sầu này hay còn gọi là thiền thuế với liều lượng là 3 gram, ngưu bàng tử 10 gram, cam thảo 3 gram, cát cánh 5 gram, nước là 400 ml. Các bạn đem xác còn lại là 200 ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Để mà chữa chứng hay đau đầu, chóng mặt thì các bạn dùng xác ve sầu sao qua rồi tán nhỏ, mỗi lần các bạn uống 4 gram với rượu hoặc là nước ấm. Còn để chữa kinh phong co giật thì các bạn dùng xác ve sầu, thiên nam tinh, cam thảo, sinh khương, đại táo, mỗi vị là 3 gram, toàn ít là 1,5 gram, tất cả là phơi khô đi rồi tán bột, uống làm 2-3 lần trong ngày. Trong trường hợp mà mắt có màng mộng ấy, thì các bạn chữa như sau. Các bạn dùng xác của ve sầu và cúc hoa, thì cúc hoa vàng ấy là lượng bằng nhau nhé, tán nhỏ, mỗi ngày là uống 2 lần, mỗi lần là uống 8 gram với nước có hòa ít mật ong. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm dân gian, người ta còn dùng con ve sữa non để làm thuốc. Tức là con ve nó còn chưa lột xác ấy, nó ở dưới mặt đất ấy, thì người ta đem về rồi tẩm bột chiên giòn mà ăn, hoặc là người ta dùng để ngâm cả con ve này vào rượu thuốc, ngâm
một thời gian dài tầm 1 tháng ấy, thì người ta mới uống. Thì ve sữa non này là thuốc bổ cho mọi lứa tuổi. Đàn ông trung niên mà dùng ve sữa non thì thấy cơ thể sung mãn, tinh lực dồi dào, thần khí mạnh mẽ. Trên thực tế thì mọi người cũng thường lấy con ve này đem về để mà ăn. Thì các bạn cũng có thể xem xét mà áp dụng để chữa bệnh. Trên đây chính là những thông tin về con ve, xác con ve sầu này. Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này để cùng nhau trao đổi thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.